You gotta put her in the front, okay. Baby. One, two, three. Put your foot down. Put your foot in. All right. Yes. There you go. All right. Take a minute and catch your breath. Can we zoom in the way? It's okay, perfect. Okay, one, two, three. Whoa! Good job. Good job. Good job, yeah. JD. Fearless. Again, mommy, again. You gotta help her on the boat. One more time. One last one, okay? Alright, one more time, then I'm going back. Yeah. How deep is it there? Stand up. Four. 4 feet. If we go that way, it's even more shallow. I'm sorry? Is it more shallow that way? No, I think this is about. Oh, yeah, yeah. I think a little bit that way, and then it drops off to like 30 okay. feet. I wanted to wash my boat, but I didn't want to. One, two, three. Oh. Are you okay? No, she's good. She's okay. Alright, see you later. See ya. See you later, alligator. Yeah, if you want to get more shallow, you gotta get closer to the. And you don't think it's not too trees, there's not many, too many tree stumps? There's lots of stumps over here. Yeah, once you get closer that way, you get to like 2 feet and then tree stumps. No, it's hard for your feet. Có ai mà thấy mặc đồ bộ mà tắm như Ngọc chưa? Bye bye. Ngọc tính đi ra đây Ngọc chơi thôi, mà nó kéo một xuống còn tắm nên Ngọc phải mặc đồ như Ngọc phải mặc áo phao vô tắm luôn. Có ai đời mà ở Mỹ mà đi mặc đồ bộ đi tắm như tôi không? Kệ mình, dân nhà quê mà. Chiều theo con cái hết, nó kéo xuống là xuống luôn. Mệt vô. Honey, if anybody asks you why your face is sun-kissed, just show them this video. It's like glowing in the video. Really? Yeah. I'll push you. Stand up. Okay, ready? Ready? One, two, three. It's better if you stand up, and then I can push you with my foot. Nắng chịu sao nổi. Right. Okay. Let go. Bây giờ mẹ với cha đi vô thám hiểm cái ở dưới này nha. Vô thám hiểm ở dưới cái boat. Under the boat, okay? You wanna go under the boat? No, don't go under the boat because I can't see you guys. JD, wanna go under the boat? Uh-oh. There she goes. We're gonna go under the boat. You go first, JD. You go first. Whoa! Go under the boat. It's so beautiful under here. Is it beautiful under here? The lights. Oh, có thấy đèn hả? Ở dưới đây có đẹp không? Oh. Oh, is it daddy? Ooh, ooh, ooh. Ooh, daddy kìa. Đi ra đi, đi ra mình mới quay đầu lại được chứ. Đi ra. Đi qua đường kia, đi qua bên kia. Daddy, go another side, Daddy. Giờ con muốn đi đâu? Muốn đi side. Con nói đi. Con nói nè. Mi đi mua rửa. Mua rửa. Đi mua rửa. Đi mua rửa. Khỏe ru. Khỏe ru. Nói là răng rửa. Răng rửa. Chưa. Nói thêm vài tiếng nữa đi. Nói thêm vài. Con nói là. Quảng nôm. Quảng nôm. Quảng nôm nè nẻn. Nhãn, nhãn ngon. Quảng nôm. Quảng nôm. Quảng nôm. Quảng nôm. Đà Nẵng. Đà Nẵng. Đúng rồi, giỏi. Rồi, đi mô rứa. Đi mô rứa. Không được. Không được sao? Em xíu xe. Hello. JD, come out. JD, come out here. Come. Okay, I'm gonna get you guys some ham sandwich. Chay, con lấy cái ghế này, con ngồi này chay. Ngồi ngay ghế này chay. Ngồi ghế đây nè, ngồi đây. Chay. JD,
come, come. Sit right here, sit right here. Ngồi đây, ngồi đây. Con có, JD, you remember swimming? Con có nhớ không? Con nhớ hồi đó mình đi bơi đây không? Hả? Gì? Quá trời thôi ở đây, nhưng mà bây giờ là bệnh dịch nên người ta cất hết rồi, người ta đâu có cho chơi thôi nữa đâu. Con thấy không nè, cô cho cô chú cô này mấy cái ghế bây giờ cũng ngồi xa nhau hết, chứ con đâu có còn mấy ghế. Có rất là nhiều thay đổi luôn. Mấy giáo viên mà dạy bơi là bây giờ cũng phải đeo cái vừa đeo khẩu trang rồi vừa đeo cái kiến bảo hộ luôn. Rồi hả, không có được đứng gần nhau, rồi không có được vô thay đồ, rồi không có được nhà vệ sinh thì chỉ có một người được vô thôi. Đừng từ từ cô đó, cô 3 giờ cô kêu vô tới rồi đó. Đó, hôm nay là đi ngày đầu tiên đi bơi lại này cô chú. Tất cả mọi thứ đều được thay đổi. Phải vô đây là phải đeo khẩu trang. Rồi mấy cái người dạy là phải đeo khẩu trang, phải đeo cái shield là cái kiến bảo hộ á. Rồi hả, đi không được vô đây thay đồ nữa. Ác dữ trời. Nó nói nếu mà bơi xong rồi cho đi về luôn chứ đừng ở lại. đi về, nó còn nói là cái gì không phải nó. À, cái cô đó cũng còn nói là bơi xong á người ta sẽ tự mở cửa ra cho mày, rồi người ta tự ấy, mày đừng có đụng vô cái cánh cửa làm chi. Rồi hả, bơi xong là tao đưa cho con mày ra thì mày dẫn con mày đi thẳng về luôn chứ đừng không có cho vô. Chị đi. Không có vô đây, không cho vô đây thay đồ nữa. Chị đi, come out here. Come out here. Thấy chưa? Mấy cái này là người ta không có cho xài nữa nè, thấy chưa? Phòng thay đồ nè, có phòng thay đồ. Ờ đúng rồi, cỡ dài đúng rồi. Ờ để dài để đó, hồi đó để đó, nhưng mà bây giờ đưa đây ra, mẹ cất dài vô đây nè. Đưa đây, cất dài vô đây. Không được, hàng ngày xưa mình được để đó nhưng mà bây giờ mình hết được rồi con. Rồi, đưa đây. Cái gì vậy trời? À để im, ok để im. À để im, dạ để im chị. Đi im, mẹ đang đi im á. Trời ơi, con nói kìa. Cái này là cũng không được xài luôn nè. Cái này là để cái máy để dắt đồ á. Khó khăn, nhưng nay là ngày đầu tiên người ta mở cửa lại luôn á. Đó. Mẹ đây. À, mẹ ngồi im, ok, ngồi im. Trời ơi, tội ghê chưa. Giờ hết không có đồ chơi, nó lại nó kiếm đồ chơi đó. Nó biết trong đây đó có đồ chơi mà giờ hết đồ chơi rồi, phải không chay? Kìa, cô kêu vô kìa, xuống. Bye bye. Chay đó, chay, stay with her. Đó. Rồi, đi đâu? Ngồi đâu ạ? À? Mấy cái ghế này như cũng được chà sạch ra nè. Ủa, đi đâu ạ? À? Ủa, sao đằng trước không cho cái ghế ngồi nữa trời? Giờ hả, đứng đón học sinh y như là được quân đội vậy. Coi bà chay kìa. Coi đây chay là anh kia đứng đi. Đâu trời. Trời ơi, nghĩ sao mà bà chay bà đi bơi chung với lại hai anh đó trời. Hai anh đó không để level 3 chung với chay hết trời. Trời ơi, coi bà đi cái tướng mà kìa. Coi bà đi hiên ngang chưa. Bà đi mà người ta kêu bà lại bà không lại. Ủa thì tự nhiên từ hồ bên kia cái đi qua lại hồ bên nọ. Trời ơi, làm tôi di chuyển với bà nội tôi. Đây, rồi cuối cùng là hồ nào đây? Quyết định một hồ một thôi. Để tôi di chuyển nãy giờ 3 lần rồi đó. Đi cả một vòng luôn chứ hồi nãy là đứng ở đây nè. Nếu mà đứng ở đây á, đi thẳng qua đây là tới rồi. Không, đi một vòng qua cái hồ mới tới. Cực lắm. Wow, trời ơi, người ta nói để người ta bồng cho nó xuống, nó nhảy xuống luôn. Trời ơi, mà bơi với lại hai anh này cũng ít có lớn lắm. Hai anh này là cái gì vậy? Trời ơi, 4 năm cái gì đó, 9, 10 tuổi, mười mấy tuổi rồi đó.
Thấy không cô chú thấy chay không? Nhỏ mà nó có vỏ. Bà kêu nó ngồi đó đi á. Ô sao tự nhiên kêu bằng bà ăn bé này, nhỏ tuổi Ngọc nữa. Mà mấy nhân viên này đứng đây làm gì ta? Học học nghề. Sao mà giờ có người mới này nha. Giờ có người mấy người này mới nè, nào giờ Ngọc chưa gặp mấy người này. Hi chị đi. Hi chị đi. Nó chưa, nó không có thấy Ngọc. Chết đi. Chết đi, chết đi. Chết đi, trời ơi, trời không thấy tôi luôn trời. Chút nước nó ngồi, nó không có ngồi trên. Nấu gì nấu dữ vậy trời. Cháy cháy mẻ này cháy. Nó không thấy luôn. Trời ơi, ngồi nãy giờ cũng chưa cho xuống hồ luôn đó cô chú. Đó giờ mới cho đó. Nãy giờ ngồi, nãy giờ là hết 5 phút, 7 phút rồi đó. Anh chị đó làm gì á? À, ngửa đầu ra. Ồ, không. Hi hi. Rồi cho lên ngồi tiếp hả? Bởi vì bơi kiểu này tới mùa mít nào bơi nổi. Bởi vậy hả mẹ, mùa hè này mẹ ráng cho chơi bơi miết cho khỏe. Tới mùa đông rồi đi vô đây bên trong đây bơi. Hai anh đó là cũng công tử đó, nhìn tướng ngồi là biết công tử rồi đó. Tới bơi lớn này mới cho đi bơi là biết là ba mẹ bảo vệ tới mức độ nào. Đó chơi là bây giờ là tự nhiên bị quanh kia rồi. Hai anh này là để cho mình thì ra vậy đi khỏe hơn á. Ngọc lẹ hơn đó. Rồi một cái người bên kia thì học nghề. Kêu ngồi xuống hay gì? Kêu nhảy xuống hả? Chay nói gì chứ nhảy xuống là nhảy chay mà. À. Chay là đi về bơi xong tưởng cho về ngủ, ai ngờ không ngủ. Về ra chơi với bà hàng xóm. Có được không? Chưa kịp thay đồ bơi đồ biết gì là bà. Trời ơi, cô bà kéo nó lên coi được không? Không phải. Tại vì cái chân bà bị gãy á. Bà bị gãy nên là bà di chuyển khó. Wow. Rồi cái nước ấm dễ sợ luôn á.